Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Rạng sáng hôm nay thì Samsung đã ra mắt bộ đôi sản phẩm, đó là Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Samsung ra mắt hai sản phẩm dòng Note. Đấy, và mình đã lên trên báo Genka để mình tổng hợp thông tin. Đấy, rất là may mắn khi mà các anh ở bên Genka cũng đã có trên tay cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus để đưa đến cho chúng ta rồi. Đấy, ở đây thì mình sẽ tổng hợp thông tin ở trên Genka nhé, và mình sẽ nói lên những cái quan điểm, những cái cảm nhận của mình về những cái thông tin ở trên báo cũng như là về những cái thay đổi của Galaxy Note 10, Note 10 Plus so với cả Galaxy Note 9 cũng như là so với cả chính cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 Plus mà mình đang sử dụng bây giờ. Đấy, Note 9 là ngày trước mình dùng cũng rất là lâu, dùng đến trong vòng 6 tháng cơ. Thì về mặt thiết kế cái đã, các bạn có thể nhìn thấy là cái mặt lưng của Galaxy Note 10 với cả Note 10 Plus năm nay đã có một cái màu sắc nó khác rồi. Đấy, cái màu sắc này Samsung gọi đó là màu Aura. Aura dịch theo tiếng Anh ấy thì nó nghĩa là ánh hào quang. Đấy, và nó thay đổi những cái sắc độ đậm nhạt rất là khác nhau. Ở phía sau này thì cái cụm camera của Galaxy Note 10 và Note 10 Plus thì nó được đặt lệch sang bên trái thay vì đặt lệch ngang giống như kiểu là Galaxy S10 Plus của mình. Thêm nữa đó là ở phía mặt trước ấy thì nó vẫn sở hữu cái màn hình Infinity O. Đấy, tuy nhiên là bây giờ cái camera thì nó được đặt ở chính giữa thay vì đặt lệch sang một bên, và nó sẽ chỉ có một camera thay vì hai camera giống như là ở trên Galaxy S10 Plus. Thực ra ấy, là mình nói luôn đấy là S10 Plus của mình thì mình nghĩ là chỉ cần một camera là đủ rồi, cũng không cần đến hai camera làm gì, bởi vì là cái camera trước góc rộng của Galaxy S10 Plus nó chỉ rộng hơn một tí thôi, nó không đáng kể và gần như là rất ít khi mình sử dụng đến cái camera đó. Vậy nên là Note 10 như này là mình cảm thấy là tương đối là thực tế. Đấy, bỏ đi thứ nhất là để nhìn mặt trước nó gọn gàng hơn, thứ hai nữa là cũng để tiết kiệm cái chi phí hơn. Năm nay thì Samsung sẽ có rất là nhiều những phiên bản màu sắc khác nhau. Đấy, và tên gọi chung nó gọi là màu Aura, nghĩa là màu ánh hào quang. Đấy, ví dụ như là cái màu Aura Glow là cái màu pha trộn giữa màu trắng, màu tím, màu xanh này. Đấy, rồi là ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có những cái phiên bản màu khác, ví dụ như là màu Aura Black này, Aura White, Aura Pink và Aura Red. Đó, các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái màu sắc của Galaxy Note 10 và Note 10 Plus ở trên hình này đây. Và có một cái thay đổi rất là tích cực, đó là năm nay Galaxy Note 10 và Note 10 Plus đã bỏ đi cái phím trợ lý ảo Bixby. Đây, các bạn thấy là cái phím trợ lý ảo Bixby nó nằm ở bên tay trái của mình này. Đấy, và nó rất hay bị ấn nhầm vào đây là phím nguồn. Mình rất hay nhầm vào đây phím nguồn và mình phải tắt cái Bixby đi luôn. Đấy, thực sự là rất khó chịu. Và năm nay thì Samsung đã chính thức bỏ nó đi rồi. Và cái phím nguồn này thì đã được đặt sang cái phía của phím Bixby này rồi. Đấy, thì thứ nhất là cũng giúp cho máy của chúng ta nó gọn gàng hơn, và thứ hai nữa là cái phím đó ở Việt Nam cũng như là trên thế giới rất ít người dùng. Đấy, nên là bỏ đi là mình thấy là hợp lý. Về màn hình thì sao? Năm nay Galaxy Note 10 sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Còn Galaxy Note 10 Plus thì sẽ sở hữu màn hình kích thước lớn hơn, đó là 6,8 inch và độ phân giải cũng lớn hơn, đó là 2K cộng. Cả hai sản phẩm này thì đều sử dụng tấm nền màn hình Dynamic AMOLED, nghĩa là tấm nền màn hình mới từ Galaxy S10 với cả S10 Plus trở lên. Có một số bạn bảo là Galaxy Note 10 sở hữu màn hình Full HD cộng là không hợp lý. Đấy, tuy nhiên các bạn đừng nghĩ là nó không hợp lý, bởi vì là chính cái Galaxy S10 Plus này của mình này nó có màn hình 2K, nhưng mình luôn luôn để ở chế độ màn hình Full HD cộng để làm sao, để thứ nhất để tiết kiệm pin hơn, với cả thứ hai nữa là Full HD cộng trên cái kích thước màn hình như này mình nhìn đã là vừa đủ rồi. Đấy, thì mình thấy là ở trên Galaxy Note 10 với 6,3 inch là Full HD cộng cũng đã là đủ rồi. Tiện thể nói về phần mặt trước thì Galaxy Note 10 và Note 10 Plus cũng sẽ được trang bị cảm biến vân tay ở bên trong màn hình, cái điều mà đã có ở trên Galaxy S10, S10 Plus rồi. Thế còn về camera thì sao? Đối với cả Galaxy Note 10 thì nó sẽ có bộ 3 camera ở phía sau, nó khá là giống với cả Galaxy S10 Plus. Đây, mình nói là khá là giống bởi vì nó có một số những sự thay đổi như này. Đấy, độ phân giải của camera chính thì vẫn là 12 megapixel, khoảng độ có thể thay đổi được là f1.5 đến f2.4 này. Có hỗ trợ lấy nét dual pixel. Camera góc siêu rộng thì vẫn có góc là 123 độ và có độ phân giải là 16 megapixel. Đấy, tuy nhiên là cái camera tele thì mặc dù vẫn với độ phân giải là 12 megapixel nhưng mà nó đã nâng cấp cái khẩu độ lên rồi. Đấy, cái khẩu độ của camera tele của nó sẽ là f2.1 so với cả f2.4 của Galaxy S10 Plus. Đấy là một cái sự khác biệt nó nhỏ nhỏ thôi, nó cũng không phải là quá quan trọng, nhưng mà đây cũng là một cái sự khác biệt rồi. Còn đối với cả Galaxy Note 10 Plus thì nó sẽ có thêm một cái bộ camera thứ tư nữa với việc là đo khoảng cách cũng như là phục vụ cho các tác vụ AR, đây gọi là cái camera TOF. Và trong cái bài giới
thiệu cái sản phẩm Galaxy Note 10 Plus ra thì họ cũng đã thực hiện những cái tính năng vẽ ở ngay bên ngoài không gian trên điện thoại luôn, nó rất là hay. Đấy, thực ra là mình nghĩ là nó cũng là cái tính năng để chơi là chính thôi. Nhưng mà được cái là năm nay Galaxy Note 10 sẽ có cái tính năng quay video xóa phông. Đấy, tính năng quay video xóa phông. Và thêm nữa đó là nó sẽ có cái phần định hướng âm thanh để tập trung vào đối tượng để quay phim. Ví dụ như bạn đang đứng ở phía xa mình đúng không? Mình đang cầm cái điện thoại này lên để mình quay. Ví dụ như bạn đang trình diễn cho mình một cái bài hát chẳng hạn. Đấy, nhưng mà người ở xung quanh mình hay nói chuyện nó khó chịu lắm. Nhưng mà mình sẽ zoom vào bạn để bạn đang hát này, thì cái camera này nó sẽ thu âm, nó sẽ zoom lên cái âm thanh đến gần bạn hơn, thay vì việc nó thu âm thanh từ những người bên cạnh mình. Đấy cũng là một cái tính năng rất là hay. Thực ra là có một số những cái điện thoại khác là họ cũng đã làm rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ là chúng ta đã có ở trên Galaxy Note 10 với cả Note 10 Plus rồi. Về bút S Pen ấy thì ngoài những tính năng cơ bản giống như kiểu là Galaxy Note 9, ví dụ như là ngày trước mình dùng Galaxy Note 9 mình rút ra để mà chụp ảnh selfie này, rồi là mình trình chiếu slide này, rồi là mình nick bài, chuyển bài hát này. Đấy thì năm nay nó có thêm những tính năng rất hay, đó là những tính năng giống kiểu cây đũa thần ấy. Ví dụ như các bạn vào cái giao diện camera chẳng hạn, các bạn vuốt sang trái, vuốt sang phải là nó chuyển giữa các cái tab của camera. Đấy, rồi là các bạn vuốt lên, vuốt xuống là để chuyển giữa camera trước lẫn camera sau. Đấy, rồi là nếu các bạn xoay tròn cái bút thì là nó sẽ là zoom lên. Đấy, những cái tính năng rất hay của cái cây bút mới của Galaxy Note 10 với cả Galaxy Note 10 Plus. Năm nay thì Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus vẫn có cái tính năng đó là Samsung Dex. Đấy, và khi mà chúng ta kết nối Samsung Dex với cả Note 10, Note 10 Plus thì chúng ta có thể thực hiện được song song cả trên điện thoại lẫn trên máy tính luôn. Đấy, và nếu mà chúng ta thực hiện trên máy tính, chúng ta có thể chuyển đổi file qua lại giữa điện thoại với cả máy tính cực kỳ là dễ dàng. Đấy, ở trong cái buổi giới thiệu về bộ đôi sản phẩm này thì Samsung cũng đã trình chiếu rất là kỹ về những cái tính năng của Samsung Dex. Nhưng mà mình thấy là ở Việt Nam thì không quá nhiều người sử dụng Samsung Dex. Thế còn về pin thì sao? Galaxy Note 10 sẽ sở hữu viên pin với mức dung lượng là 3500 mAh, còn Note 10 Plus sẽ là 4300 mAh, một cái mức dung lượng cao nhất trong cái dòng Note từ trước đến nay. Đấy, đặc biệt là Samsung Galaxy Note 10 Plus sẽ hỗ trợ cho các bạn cái sạc nhanh 45W. Đấy, tuy nhiên là cái củ sạc nhanh 45W này thì nó sẽ không đi kèm theo sản phẩm mà chúng ta phải mua thêm. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn đặt hàng tại 7S thì nếu các bạn may mắn thì các bạn có thể được nhận cái quà tặng, đó là cái sạc nhanh 45W này kèm theo rất nhiều những phần quà. Đấy, phần quà, giá trị phần quà là rất lớn luôn. Các bạn có thể tham khảo qua ngay ở trên hình như thế này. Ngoài ra nữa thì bộ đôi này thì cũng sẽ hỗ trợ cái khả năng sạc không dây với công suất là 20W. Và nó cũng gồm luôn cái chức năng đó là sạc cho các thiết bị khác luôn. Đấy, giống như ngày xưa cái Galaxy S10 Plus này của mình nó có thể sạc được cho Galaxy Buds ấy. Thì ở trong buổi trình chiếu đó họ lấy Note 10 với cả Note 10 Plus để sạc cho cái đồng hồ đeo tay của Samsung. Đấy, cái tính năng sạc cho thiết bị khác mình nghĩ là cũng rất là cần thiết cho cái hệ sinh thái của Samsung, chúng ta có thể sạc qua lẫn nhau. Đấy, chứ bình thường ví dụ như lấy cái Galaxy Note 10 này mà lại sạc cho Galaxy S9 Plus, hoặc là lấy Galaxy Note 10 này mà lại sạc cho cái con Galaxy Note 9 thì chẳng có tác dụng gì mấy. Chủ yếu là sạc cho những thiết bị nhỏ kiểu như Galaxy Buds hay là đồng hồ thì mình thấy hợp lý hơn. Về cấu hình thì cái điểm này là cái điểm mà chúng ta cần phải quan tâm tới này. Đó là năm nay Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus ở Việt Nam sẽ được trang bị con chip Exynos 9825. Con chip này thì được sản xuất ở trên tiến trình 7 nanomet thay vì tiến trình 8 nanomet của con chip Exynos 9820. Đấy, con chip Exynos 9820 năm ngoái thì các bạn chê là tại sao bây giờ Samsung lại trang bị con chip 8 nanomet trong khi tất cả các hãng khác cũng trang bị 7 nanomet hết rồi. Thì năm nay Samsung đã có con chip 7 nanomet của riêng mình được trang bị trên Note 10 và Note 10 Plus. Còn các thị trường khác, ví dụ thị trường Âu Mỹ chẳng hạn, thì họ sẽ trang bị con chip Snapdragon 855 nhé các bạn nhé, chứ không phải là Snapdragon 855 Plus như là những cái đồn đoán trước đây đâu. Có một cái điểm khác biệt nữa giữa Samsung Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10 Plus, đó là Note 10 Plus có hỗ trợ qua khe cắm thể nhớ ngoài, còn Note 10 thì không. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Tại sao lại như thế? Bởi vì là năm nay bộ nhớ trong tối thiểu của bộ đôi này đã được nâng cấp lên thành 256GB rồi. Đấy, và bộ nhớ trong đọc ghi là đọc ghi tốc độ cao luôn, UFS 3.0. Đấy, đối với cả Galaxy Note 10 Plus thì nó sẽ có thêm một cái phiên bản bộ nhớ trong nữa, đó là bộ nhớ trong 512GB và lại còn hỗ trợ qua cái cắm thể nhớ ngoài nữa. Đấy, và năm nay thì điều mà mọi người dùng lo lắng đó là Samsung sẽ bỏ đi giắc cắm tai nghe 3.50mm, thì đúng thật,
họ đã bỏ đi giắc cắm tai nghe 3,5mm trên cả hai cái sản phẩm này rồi. Và chúng ta sẽ buộc phải sử dụng cái chuẩn tai nghe qua cổng USB Type-C. Đấy, và Samsung thì cũng sẽ tặng kèm theo bên trong hộp của máy nữa, và cũng tặng kèm theo một cái adapter chuyển đổi nữa. Đối với cả Galaxy Note 10 Plus thì nó cũng sẽ có thêm cái phiên bản 5G, nhưng mà nó sẽ dành cho nhà mạng của Mỹ thôi. Đấy, như là kiểu là nhà mạng Verizon, chứ nó lại không bán ra tại Việt Nam. Cái điều này là điều mình cảm thấy hơi đáng tiếc. Về những tính năng khác ấy, thì Galaxy Note 10 với Note 10 Plus vẫn có công nghệ âm thanh Dolby Atmos. Đấy, và nó cũng có bộ đôi loa ngoài kép nghe rất là hay. Thêm nữa đó là bộ đôi này cũng sẽ vẫn hỗ trợ khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68. Đấy là tất cả những cái thay đổi của Galaxy Note 10, Note 10 Plus so với cả Note 9 cũng như là so với cả Galaxy S10 Plus. Về giá bán ấy, thì tại lễ ra mắt Samsung có công bố đó là giá của Galaxy Note 10 sẽ là 949 đô la Mỹ. Quy ra tiền Việt nó sẽ rơi vào khoảng 22 triệu đồng. Đấy, Galaxy Note 10 Plus phiên bản 256GB sẽ có mức giá là khoảng 1099 đô la Mỹ, tức là khoảng 25,5 triệu đồng. Còn Galaxy Note 10 Plus phiên bản 512GB sẽ có mức giá là 1199 đô la Mỹ, tức là vào khoảng 27,8 triệu đồng. Đấy là mức giá ở bên nước ngoài thôi, chứ không phải là mức giá ở Việt Nam. Ở mức giá Việt Nam thì chúng ta sẽ có thêm cả phí vận chuyển, rồi là thuế giá trị gia tăng, vân vân và vân vân. Đấy, tuy nhiên là mức giá bán ra tại 7S sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cả những cái gì mà các bạn nghĩ. Khi bạn mua hàng tại 7S thì các bạn sẽ được nhận rất nhiều quà, hoặc nếu các bạn không nhận quà, các bạn cũng sẽ được trừ đi rất nhiều tiền. Đấy, và trừ như thế nào thì bạn có thể nhìn thấy ngay ở trên hình. Bạn dựng video đã cho banner vào để cho bạn xem là cái chương trình khuyến mại tại 7S như thế nào. Và trong số các bạn đang theo dõi video này thì các bạn thích cái tính năng nào nhất của Galaxy Note 10 với ở Note 10 Plus, và các bạn thấy là cái cải tiến nào thực sự là đáng giá nhất, cũng có thể để lại comment để cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.